Chiều ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ cho ý kiến về chủ trương đăng cai tổ chức Sea Games 31 và Paragame ngày Para Games 11 vào năm 2021. Thường trực Chính phủ đã nhất trí với việc Việt Nam đăng cai tổ chức Sea Games 31, Para Games 11 năm 2021 và giao thành phố Hà Nội tổ chức đại hội này. Nếu theo thứ tự luân phiên thì Campuchia sẽ tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021 và Việt Nam sẽ đến lượt đăng cai SEA Games vào năm 2023. Tuy nhiên, do chưa có đủ điều kiện nên Campuchia đã đề nghị lùi thời gian đăng cai, do đó Việt Nam được lựa chọn là quốc gia tiếp theo. Theo Bộ Văn hóa thể thao và du lịch thì việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 theo đề nghị của SEA Games là thích hợp. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được lựa chọn chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ ngành liên quan xây dựng đề án tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 trình chính phủ xem xét quyết định. Nguyên nhân vì Hà Nội có nhiều kinh nghiệm và đủ nguồn nhân lực để tổ chức sự kiện này vì đã từng tổ chức SEA Games 22 vào năm 2003, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á năm 2009 cùng nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn đáng chú ý khác thủ tướng chính phủ đề nghị hà nội tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất có phương án chi tiết để triển khai xã hội hóa nguồn lực tối đa để chuẩn bị thật tốt cho sea games lần này